Xin chào các bạn nha. Hôm nay là mình sẽ giao lưu với các bạn hai cây mai có bộ gốc đế già đẹp nha các bạn. Cây này là cây thứ nhất trong video. Đó, một cây dâng lên. Cây này nó cao tầm 70 80 cm nha các bạn. Tán rộng hơn 40. Tán rộng hơn 40, nghĩa là gần 50. Rồi. Cái này có một quả bộ gốc đỡ nôm già nha các bạn. Bộ gốc đỡ nôm già của nó này. Nó có hình thân của nó là 14 và hình đỡ nó là 64. Để mình quay cho các bạn xem. Chỗ này nó dọp dọp cái gió nhưng mà nó vẫn có nó bung cái lớp xanh của nó nha các bạn. Đó. Mình cạo ra nè, có lớp xanh của nó này. Không. Nên là nó hình thành cái lớp da mới á. Coi khỏe mạnh nha các bạn, chứ không phải coi suy đâu. Không. Tôi kiếm những bộ gốc đế già như thế này thì nó cũng rất là lâu năm ha. Một cây dáng lông này chuẩn dáng rồi. Lông chuẩn dáng. Mình vừa đôn đớ lên nha các bạn. Đôn đớ lên sau này mình xe lớp bê này này là mình thấy được cái bộ rễ nó nôm cao nữa. Coi nó bung những cái mầm nó tược rồi các bạn. Đây là cái phần tán của nó nha. Không. Coi dẫn lông ở chung rồi. Đều rồi. Đây là một cái cây hoa bình thường nha các bạn, không phải là hoa cúc đâu. Hoa bình thường nên giá nó cũng rẻ thôi. Cái này mình đợi giá là 800 ngàn nha các bạn. 800 ngàn không có bao ship. Đỡ trái ha, cầm tay ha. Nếu các bạn có nhu cầu mua về ghép cúc thì cũng được nha. Chung cây này nó dáng nó cũng ngon lành rồi. Đó. Lé rồi nó sơm sơ ha, chứ không phải là một cái cây già mà nó suy đâu. Khẳng định cây này rất là tốt. Đó, già gì ha các bạn ha. Giờ mình vệ sinh lại mấy cái rêu này nha các bạn. Rêu nó bám á. Đường thân là lách lượng lên rất là ngon ha, lành ha. Rồi, mình sẽ xuống cây số 1 và lên cây số 2. Rồi, đây là cây số 2 trong video ngày hôm nay. Cây số 2 này là nó có một cái bộ cu nó này các bạn. Bộ cu nó này. Thân cây dốc nhọn lên trên ha. Cũng là một cây dáng lông mà mình bấm tàng lùng lực nha. Chơi theo phong cách lùng lực. Đó. Cái này có 5 chi một ngọn thôi. Mình đã đều lắm. Các khoảng cách giữa hai chi rút rút dần, rút ngắn dần lên trên. Không. Không. Rút ngắn dần. Đây được cái bia. Bia lượng rất là đẹp luôn. Thuần chi thuần tán hết rồi nha các bạn. Cốt liền lạc hết rồi. Hai cây này tuy nó không phải là cái hoa đẹp nhưng mà nó được cái dáng thớ nữa. Không, các bạn thấy đường lên của nó rất là đẹp luôn. Gốc đớ là lại già nữa. Kiếm những cây già như thế này giá vài trăm thì nó cũng ít lắm nha các bạn. Cây nó thành phẩm mà nó cũng thuần rồi. Đó, giờ nó bắt đầu nó bung những cái tược mầm lên rồi này. Các bạn không? Bung tược mầm lên rồi. Đây nè. Rồi. Các bạn có nhu cầu sở hữu cái nào alo của mình qua số điện thoại là 0394071359 hoặc là số Zalo 0849020790 để sở hữu nha. Hai cây mai dáng lùng lực. Cái này cao cao tầm 60 ạ.
Cái này cao tầm 60. Rồi, báo giá cái này luôn nha, là 800 luôn. Hai cây đều 800 hết. Nếu mua khách nào mua hai cây thì mình giảm cho còn 1,5 triệu nha các bạn. Giá không có bao ship nha. Không, gió gốc đó này. Nói chung về các bạn chịu khó vệ sinh ra nữa là nó sẽ đẹp thôi. Đồ xù ha các bạn. Cái này rất là xù luôn. Kiếm những cây gốc xù như thế này là giá vài trăm thì nó rất là ít. Rồi, mình kết thúc video tại đây nha. Rồi, chúc tất cả ngày làm việc thật là tốt và luôn luôn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.